Bị Natalie bóc phốt trên livestream, siêu mẫu Xuân Lan phản ứng. Tự nhiên ngồi không bị lôi vào bóc phốt trong buổi livestream, cựu người mẫu Xuân Lan đã có đáp trả thâm thúy trên trang cá nhân của mình. Vbiz những ngày gần đây không ngừng náo loạn bởi cuộc chiến mạng xã hội giữa Nathan Lee và Ngọc Trinh, sau đó là Cao Thái Sơn. Mới đây nhất, Nathan Lee còn tự bóc phốt siêu mẫu Xuân Lan trong livestream của mình dù cô không hề tham gia vào cuộc tranh cãi. Lý do Nathan Lee gay gắt với Xuân Lan là vì trước đây anh cho rằng cựu người mẫu đã từng bắt nạt và hăm dọa đánh mình. Nathan Lee cũng dùng nhiều từ ngữ nặng nề để nói về đời tư của Xuân Lan. Bị Nathan Lee bóc phốt cực gắt trên livestream, Xuân Lan mới đây đã có phản ứng trên mạng xã hội. Cô đăng hình hai tác phẩm nổi tiếng của Vũ Trọng Phụng kèm dòng trạng thái thời của Vũ Trọng Phụng sống lại rồi, có vẻ muốn ẩn ý điều gì đó. Ở bên dưới bức hình, Xuân Lan thoải mái trả lời bình luận của khán giả là mình chỉ đang đọc các tác phẩm văn học để luyện phân tích nhân vật cho đứa cháu sắp thi đại học, ai rảnh đâu mà cà khịa. Xuân Lan là làm dìm tao không thương tiếc khi tao mới về Việt Nam. Mày nghe mày hay á, mày nghe cái giọng của mày đi.